ít nhất 4 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương, trong đó 3 người trong tình trạng nguy kịch, sau khi hai chiếc trực thăng va chạm vào nhau giữa không trung tại Australia. Theo kết quả điều tra ban đầu, có thể hai máy bay đã va chạm vào nhau. Tại thời điểm một chiếc cất cánh và chiếc còn lại đang hạ cánh, hình ảnh từ đài ABC cho thấy một chiếc trực thăng nằm lật úp trên bãi cát cách bờ biển vài bước chân. Cách đó không xa là các cánh quạt. Chiếc trực thăng còn lại tại hiện trường ít hư hại hơn. Vụ tai nạn đã khiến 4 người thiệt mạng và 3 người khác đang nguy kịch trong bệnh viện. Người thiệt mạng và người bị thương đều là hành khách trên chiếc máy bay bị hư hại nặng. Hiện Cục An toàn Giao thông Australia đang điều tra vụ việc và dự kiến sẽ sớm đến hiện trường để xem xét đống đổ nát và lập bản đồ, cũng như thu hồi các hiện vật trong vụ tai nạn.